Vườn này có một cái lô mai chuẩn thủy nè bạn, anh em nào mua lại dạng tàn long long nè, kiểu hàng chợ nè. Mấy cây này nó cũng bán bự, này bán nguyên lô các bạn ơi. Anh em nào ở Sài Gòn nữa mà mua mà để gì làm dừa, đánh xe tải xuống đây. Vô mình dẫn tới địa chỉ vườn này về bán hàng chợ rồi được. Mấy cây nó dày già nè, bán cũng rẻ mà bạn ơi. Mấy này người ta làm vàng long, bán cũng rẻ lắm. Tại vườn bán tại vườn là nhiều, bán tại vườn nha. Đi sơ sơ cho các bạn coi. Cây này nó cũng già lắm nè. Bán tại vườn nguyên lô. Mấy cây lá kim nè. Cây này cây trung nu kim giòn thôi. Kim giòn. Bán nguyên lô nha bạn, tới vườn thương lượng.